Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 1.100 cuộc đời được hồi sinh trong hành trình 30 năm ghép thận của bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều chủ xe đặt lịch hẹn đăng kiểm online làm giảm áp lực tại các trung tâm đăng kiểm. Ngân hàng Credit Suisse sẽ vay Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ 50 tỷ franc để tăng cường khả năng thanh khoản. Xét xử đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng với 62 đối tượng bị khởi tố. Thưa quý vị, ghép tạng là một trong những thành tựu vĩ đại của thế kỷ 20 đã hồi sinh nhiều cuộc đời tưởng chừng không còn hy vọng. Từ ca ghép thận đầu tiên vào tháng 12 năm 1992, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã ghép được 1.127 ca có tỷ lệ thành công cao, tương đương với các nước trên thế giới. Và để đánh dấu hành trình 30 năm này, sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm trao tặng bằng khen cho 17 giáo sư, bác sĩ có công lao đặt nền móng cho sự nghiệp ghép thận. Từ năm 1992 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có những bước tiến dài trong lĩnh vực ghép tạng. Năm 2014, bệnh viện đã thành lập đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người. Số người đăng ký hiến tạng tại bệnh viện chiếm đến 50% trên tổng số hơn 62.000 người đăng ký hiến tạng trên cả nước. Cần cái gì trong cơ thể thì bao đều cho hết. Bất cứ như nào, chỉ là mình biết là chỉ cứu thôi, cứu con mình thôi. Bệnh viện đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới, đưa robot hỗ trợ trong các ca cấy ghép, xây dựng các quy trình trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân sau ghép và hợp tác hỗ trợ với nhiều trung tâm trong nước và quốc tế. Cái nhóm của chúng tôi đó là phải tự tay chạy thận nhân tạo trong khoảng hơn 10 năm đầu tiên. Sau đó tham dự Thế vận hội của những người ghép tạng, chứng minh rằng ở tầm cỡ của y học là có thể ghép thận được. Còn tiếp tục phải học tập, phải phấn đấu, phải công khai minh bạch trong hiến và ghép để tất cả những người được ghép đều có một cái cơ hội như nhau. Hiện trên thế giới mỗi năm có 40.000 ca cấy ghép các bộ phận cơ thể người và có khoảng 460.000 người đang sống nhờ một hoặc vài bộ phận của người khác. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 11 tháng 3 đến nay, với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Giao thông, các trạm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đăng kiểm tổng cộng gần 4.500 phương tiện, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh là gần 3.000 xe. Ngoài ra, việc tổ chức đăng ký lịch đăng kiểm online cũng được chủ xe hưởng ứng tích cực, giúp tinh giản bước xếp hàng lấy số, góp phần giảm áp lực lên các trung tâm đăng kiểm. Nhiều chủ xe giờ đây đã biết về đăng ký đăng kiểm qua website, chọn khung thời gian phù hợp. Hiện các trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa phương khác còn khá nhiều ngày và giờ còn trống theo hai khung giờ sáng hoặc chiều từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Đăng ký rất là nhanh, chỉ là mình chọn cái khung giờ phù hợp với mình thôi. Thường là anh đăng ký trước 3 đến 4 ngày là được. Là cứ tới giờ là mình cứ đưa xe vào thôi. Là nó hơi lâu một chút nhưng mà chắc là vẫn nhanh hơn là không đăng ký. Đăng ký online thì nên cần phải phổ cập cho người dân nhiều hơn. Thì em cũng đăng ký online thì 8 giờ rưỡi là em mới tới đây mà xếp hàng dài từ ngoài kia vô, mà em đăng ký online thì em được vô trước tại em có cái giấy. Chủ yếu là website phải hoàn thiện hơn thôi. Bây giờ cứ coi là trống, giờ đó trống, nhưng mà khi mà vô đăng ký là đầy. Giờ đó trống đăng ký đầy, anh đăng ký 3 lần mới được. Dự kiến chiều ngày 17 tháng 3, Cục Đăng kiểm thành phố sẽ tiếp nhận 30 đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng và bố trí về làm việc tại các trung tâm đăng kiểm để bắt đầu công việc từ ngày 18 tháng 3. Tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, thậm chí rất nhiều em chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hoặc chạy xe trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý chấn chỉnh tình trạng này, ghi nhận của phóng viên HTV vào sáng nay. Sau một giờ lập chốt, đội Cảnh sát Giao thông Bàn Cờ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC08 đã phát hiện nhiều trường hợp phụ huynh cho con chạy xe máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi. Theo PC08, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến đầu tháng 3 năm nay, đã có hơn 240 trường hợp học sinh sinh viên vi phạm. Trong quá trình xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận đầy đủ những thông tin về người vi phạm, bao gồm cả tên trường học, để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các trường trong việc quản lý học sinh sinh viên. Tỉnh Phú Yên đang vào mùa nắng nóng, tuy nhiên những ngày vừa qua, các trận gió mùa đông bắc muộn đã khiến triều cường bất thường xuất hiện, gây sạt lở, hư hại nhà của nhiều người dân tại thị xã Sông Cầu. Đây là những hình ảnh còn sót lại sau đợt triều cường xâm thực bất thường ở khu phố An Thạnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Công trình nhà ở của người dân ven biển bị thiệt hại nặng, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề. Khu phố An Thạnh cách bờ biển hiện tại khoảng 30 đến 40 mét.
Trước đây biển thường chỉ xâm thực mỗi năm vài mét vào mùa đông hay mùa mưa bão. Dạ, hầu như thì không có, nếu mà nó có là khoảng tháng 9 đến tháng 11 nó xảy ra thì nó lấy đất, chứ còn năm nay là thời tiết nó bất thường, tháng 2 mà vẫn còn lấy sạt lở. Toàn bộ quá trình xâm thực diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Chiều cường xâm thực ở tại khu vực An Thành ảnh hưởng sạt lở 5 nhà, trong đó là cả 3 chủ mua để mà làm khu làm du lịch, nhà nghỉ. Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu đã cho rà soát kiểm tra các công trình nhà ở ven biển, xử lý công trình không đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, Diễn đàn Công nghệ Robot Châu Âu giới thiệu nhiều công nghệ mới. Cụ bà 81 tuổi thể hiện kỹ năng trượt băng đầy điêu luyện trên hồ Baikal. Thưa quý vị, hôm nay ngân hàng Reddit của Thụy Sĩ thông báo sẽ vay ngân hàng trung ương Thụy Sĩ 50 tỷ franc, tương đương gần 54 tỷ đô la Mỹ để tăng cường khả năng thanh khoản sau khi giá cổ phiếu của ngân hàng này rớt xuống mức thấp kỷ lục trong phiên giao dịch vào ngày hôm qua. Theo Credit Suisse, động thái vay vốn từ ngân hàng trung ương Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ các mảng kinh doanh cốt lõi và khách hàng của ngân hàng này trong quá trình cải tổ trở thành một định chế tài chính đơn giản hơn để tập trung chủ yếu vào nhu cầu của khách hàng. Nhằm hỗ trợ hạ nhiệt cơn khủng hoảng của Credit Suisse, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính nước này đã ra tuyên bố chung khẳng định Credit Suisse vẫn đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản và rằng vẫn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hệ thống các ngân hàng trọng điểm. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Credit Suisse có thể tiếp cận thanh khoản từ Ngân hàng Trung ương nếu cần. Trước đó, cổ phiếu của Credit Suisse đã lao dốc 30% trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 sau khi có tin cổ đông lớn nhất của ngân hàng này không thể hỗ trợ thêm tài chính vì vướng quy định về tỷ lệ vốn ngoại. Dù Credit Suisse đang rất nỗ lực tìm cách khắc phục tình hình, song giới đầu tư sẽ chưa thể rũ bỏ được ngay tâm lý lo ngại hiện nay, nhất là trong bối cảnh SVB, ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ, vừa bị sụp đổ cách đây chưa lâu. Diễn đàn Công nghệ Robot Châu Âu ERF sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 16 tháng 3 tại thành phố Odense, Đan Mạch. Trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động và khó khăn trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy tự động hóa nhiều hơn, việc nhờ đến sự hỗ trợ của robot đang là một xu thế. Triển lãm robot lớn nhất châu Âu quy tụ hơn 900 nhà khoa học và lãnh đạo trong ngành công nghiệp này. Tại đây, Pau Robotics từ Barcelona giới thiệu ARI, robot hình người được triển khai vào vị trí lễ tân trong suốt thời kỳ đại dịch. Mọi người nhận ra rằng thực sự ít tương tác hơn lại trở nên quan trọng hơn đối với sức khỏe. Robot lễ tân có thể cung cấp thông tin cơ bản cho khách. Các nhà khoa học Đan Mạch thì giúp tạo ra robot khử trùng tay Handidrop nhờ tính năng theo dõi khuôn mặt. Còn dự án diệt cỏ bằng robot của Hà Lan thì sử dụng công nghệ thị giác máy tính và cánh tay robot. Nếu không muốn sử dụng thuốc trừ sâu thì phải dùng rất nhiều nhân công. Bằng cách này, robot có thể chạy cả ngày, tăng cường loại bỏ cỏ dại và không gây hại cho môi trường. ERF diễn ra trong 3 ngày và khép lại trong ngày hôm nay 16 tháng 3. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa giới thiệu bộ đồ phi hành gia mới tại trung tâm vũ trụ ở Houston, bang Texas. Thiết kế này sẽ được sử dụng trong Artemis 3, sứ mệnh đưa người lên mặt trăng, dự kiến được thực hiện vào năm 2025. Các tính năng của bộ đồ phi hành gia mới bao gồm giải ánh đèn, máy ảnh có độ phân giải cao và nâng cấp tính linh hoạt trong di chuyển. Axiom Space là công ty tư nhân đã giành được hợp đồng trị giá hơn 228 triệu đô la để hợp tác với NASA tạo ra bộ đồ cho sứ mệnh Artemis 3. Giải đèn được gắn vào cụm kính che mặt và bong bóng mũ bảo hiểm, giúp các phi hành gia nhìn thấy xung quanh trong những phần bị che khuất của mặt trăng hoặc quỹ đạo thấp của trái đất trong đêm. Chúng tôi cũng đã lắp nhiều khớp vào phần thân dưới. Đây là một cải tiến lớn so với bộ đồ trong sứ mệnh Apollo. Các phi hành gia sẽ thoải mái đi lại dễ dàng hơn. Phiên bản chính thức của bộ đồ sẽ có màu trắng thay vì màu đen của bản mẫu được giới thiệu để cách nhiệt và bảo vệ phi hành gia khỏi các tia bức xạ. Sau lưng bộ đồ là hệ thống hỗ trợ sự sống di động, được ví như sự kết hợp giữa bình dưỡng khí và máy điều hòa. Sau hai sứ mệnh thử nghiệm, Artemis 3 dự kiến sẽ đưa các phi hành gia, bao gồm cả người phụ nữ đầu tiên, lên mặt trăng. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI có thể thay đổi cả ngành công nghiệp giải trí khi mà mới đây, một hộp đêm ở thủ đô London của Anh đã sử dụng AI để thay thế cho người chơi nhạc DJ. Không có DJ nhưng hộp đêm này vẫn giật cứng khán giả. Phụ trách tạo một không khí sôi động là một ứng dụng AI có tên Milbert. Theo nhóm phát triển, Milbert kết hợp các vòng lặp giai điệu có sẵn để tạo ra các bản nhạc hoàn toàn mới.
Nhiều khán giả cho rằng đây là một cuộc cách mạng trong âm nhạc, nhưng cũng có một số người cảm thấy loại âm nhạc do AI tạo ra này chưa thuyết phục lắm. Tôi không nghĩ nó có thể thay thế các nhạc sĩ và nghệ sĩ thực thụ, vì âm nhạc phải đến từ trái tim với thông điệp. Đó là cách kết nối với mọi người và có thể tạo ra điều gì đó tốt đẹp. Tôi nghĩ về tổng thể AI đang làm tốt, nhưng đôi khi giai điệu hơi nhàm chán. Nó cũng không thể hiểu đám đông đang cảm thấy gì, nên khó có thể chỉnh nhạc cho phù hợp tại thời điểm đó. Một số DJ và nhạc sĩ cho biết họ không nghĩ AI có thể thay thế mình, mà đây là công cụ hỗ trợ để phát triển công việc, cũng như mở ra cơ hội cho nhiều người hơn tham gia vào ngành công nghiệp âm nhạc. Tuổi tác không phải là điều gây cản trở cho sở thích trượt băng của một cụ bà 81 tuổi ở Nga. Trong những năm gần đây, cụ bà Lyubov-Borokhedova đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi thể hiện kỹ năng trượt băng đầy điêu luyện. Bà Lyubov-Borokhedova không tỏ ra nao núng khi trượt trên mặt nước đóng băng của hồ Baikal ở vùng Siberia. Bà chia sẻ, dù vẫn có con cháu chăm sóc, nhưng bà chọn sống một mình và luôn bận rộn với cuộc sống. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu nhóm bếp, nấu ăn cho đàn gia súc và chính mình. Sau đó tôi đi tìm đục một hố băng để tìm nguồn nước. Đôi giày trượt băng của bà rất khác biệt vì nó là giày tự chế, được thiết kế từ giày Valenki truyền thống của Nga. Tôi mang đôi giày trượt vào và đi khoảng 4 km hoặc hơn đến cửa sông Sama, xem đàn bò đang ở đâu rồi trở về nhà. Thế là cũng hết cả ngày. Bà Morekhodova chia sẻ, giờ bà bắt đầu đi bộ ít hơn do chân bị đau và dễ mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, bà vẫn giữ đúng thói quen của mình. Bà luôn tin rằng việc hoạt động thể chất thường xuyên đã giúp mình duy trì sức khỏe dù đã cao tuổi. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Va chạm giữa xe tải và xe khách ở Bình Định làm 13 người bị thương. Hơn 40 người tháo chạy khi ngôi nhà họ đang ngồi ăn dỗ bốc cháy. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỷ đồng và có đến 62 người bị khởi tố. Trong đó, Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Thủy Liên là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Từ tháng 1 năm 2018 đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, Liên sử dụng điện thoại mở 4 tài khoản Zalo. Sau đó, Liên cùng với Sơn, Hoàng, Nguyên và Khá tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận giao phơi số đề căn cứ theo kết quả xổ số kiến thiết. Việc thắng thua được thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt. Căn cứ vào chứng cứ thu thập, tổng số tiền Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 3. Hôm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khi một xe tải va chạm với xe khách làm 13 người bị thương. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, một xe tải lưu thông trên đường DT638 hướng về đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn. Khi xe đến ngã tư giao với quốc lộ 1D thì va chạm với một xe khách. Cú tông mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, xe khách lật ngang chắn ngang đường. Người dân và lực lượng công an địa phương hỗ trợ giải cứu nhiều người mắc kẹt trong xe ra ngoài. 13 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Trong 13 bệnh nhân, không có trường hợp nào nguy kịch phải điều trị hồi sức. Hiện có 2 ca nhẹ đã xuất viện, 6 ca bị chấn thương đầu đang được điều trị và 5 ca bị gãy xương bàn tay, khuỷu tay đã được phẫu thuật. Cơ quan chức năng xác định không có lái xe nào vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Trưa nay, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hàng chục vị khách đang ăn dỗ đã phải tháo chạy thoát thân khi căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Khoảng hơn 12 giờ trưa nay, tại căn nhà rộng khoảng 100m² ở số 120 đường Phan Đình Phùng, trong khi hơn 40 người đang ăn tiệc ở tầng trệt, thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một phòng ngủ ở lầu 1, khói mịt mù khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do trong nhà chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ trong chốc lát lửa bao trùm toàn bộ căn nhà kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều hộ dân lân cận đã khẩn trương di chuyển tài sản ra ngoài. Lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 13 giờ đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản hàng hóa trong căn nhà bị thiêu rụi. Cũng tại Đồng Nai, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một công ty sản xuất linh kiện tại huyện Trảng Bom vào chiều qua, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.
Vụ việc xảy ra vào 17 giờ 15 phút ngày 15 tháng 3 tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ Standragon ở khu công nghiệp Bầu Xéo. Các công nhân phát hiện lửa bốc lên từ khu vực thùng phi chứa dầu hỏa để vệ sinh linh kiện. Ngay sau đó, các công nhân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Do đây là chất dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội, bao trùm khuôn viên rộng gần 200m², khói bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Trảng Bom đã huy động 5 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Đến hơn 18:30, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại tài sản. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng hành vi lừa đảo xin việc, hai đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Dương Trung Dũng, 48 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình và Trần Thị Hùng, 57 tuổi, trú tỉnh Kon Tum. Từ năm 2013 đến năm 2022, các đối tượng đã dụ dỗ lừa đảo nhiều người bằng cách hứa xin việc vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học tại nước ngoài để chiếm đoạt tiền hàng tỷ đồng. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và thông báo cho những ai là bị hại hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình để được giải quyết. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã tổ chức sự kiện kéo dài một ngày tại Hope Kingdom, thủ đô London, Anh để tìm kiếm những kỷ lục mới trong bộ môn trượt ván. 5 vận động viên đã thi nhau trình diễn kỹ năng để nỗ lực thiết lập những kỷ lục mới. Jimmy Griffin, vận động viên trượt ván chuyên nghiệp sinh ra tại Ireland, đã phá kỷ lục về số lần heel flip lật gót trên ván trượt nhiều nhất trong một phút. Con số mà Griffin đạt được là 28, vượt qua kỷ lục trước đó là 15 thuộc về Rob Didak đến từ Mỹ. Một kỷ lục khác được xác lập tại cuộc thi là nhiều cú kickflip bịt mắt nhất trong một phút. Đây là thử thách mà các vận động viên khuyến cáo mọi người không nên thử. Người đã thành công lập kỷ lục là Alex De Quinha với 23 cú. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, chiều nay, Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ vừa công bố đoạn video về cuộc va chạm hôm 14 tháng 3 giữa một máy bay không người lái của Mỹ với máy bay chiến đấu của Nga trên Biển Đen. Đoạn video mô tả những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc chạm trán trên không mà Lầu Năm Góc cho biết kéo dài 30 đến 40 phút. Đoạn video cho thấy chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga tiến lại gần máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Sau đó, máy bay chiến đấu của Nga đổ nhiên liệu lên máy bay không người lái của Mỹ, làm hỏng cánh quạt khiến nó rơi xuống Biển Đen. Phía Nga trước đó bác bỏ thông tin xảy ra vụ va chạm, cho rằng máy bay của Mỹ đã mất kiểm soát và rơi xuống biển. Moscow cũng cho biết sẽ thu hồi xác chiếc máy bay không người lái MQ-9 để nghiên cứu. Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều nay tại một công ty sản xuất giấy trên địa bàn. Khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, khu nhà xưởng của công ty sản xuất giấy ở đường D3, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 12 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Theo thống kê ban đầu, khoảng 1.000 mét vuông nhà xưởng bị hư hỏng, nhiều tài sản bị thiêu rụi nhưng không xảy ra thương vong. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.